Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải thì nội dung trong video này mình hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ cái dự án co lên nha Chúng ta khai thác trên cái app mà Satoshi Mining đó các bạn Thì hiện tại nó có một cái nhiệm vụ mà chúng ta bắt buộc phải làm để mà chúng ta sau này chúng ta mới có thể nhận được đó là cái token của dự án nha các bạn Thì ở đây nó có cái đường link nào thì cái đường link này mình sẽ để bên dưới phần ghi bình luận để cho các bạn bấm vào nha rồi khi mà các bạn bấm vào thì nó sẽ chuyển các bạn sang cái trang đó là cái trang uh, uh, Google Chrome nha các bạn. Thì các bạn uh, chúng ta không làm trên cái trang Google Chrome được nha. Thì chúng ta phải copy nha. Các bạn bấm vào dấu ba gạch nè. Đấy, dấu ba gạch rồi các bạn bấm vào sao chép liên kết nè. Sao chép liên kết nha. Rồi các bạn mở cái ví mê mắt của các bạn lên để chúng ta làm trên đó nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn lên thì các bạn phải chọn mạng co phía bên trên nha, các bạn bấm vào dấu mua tên nè. Các bạn chọn cho mình cái mạng co nè, đây. Nếu mà bạn nào chưa có mạng co thì các bạn bấm vào chữ thêm mạng nha để mà các bạn thêm mạng co nha. Và các bạn bấm vào mạng tài chỉnh nè. Thì các bạn thêm năm cái dòng này thì năm cái dòng thông tin thêm mạng co này mình sẽ để bên dưới phần ghi bình luận để cho các bạn copy các bạn dán vào nha. Rồi sau khi mà các bạn thêm mạng co xong thì các bạn bấm phía bên trên nè. Các bạn chọn cho mình đúng cái mạng co nha. Các bạn chọn đúng mạng co mới làm được nha. Rồi tại đây thì chúng ta bấm vào cái trình duyệt nha, mở một cái trình duyệt mới lên. Các bạn bấm vào rồi các bạn bấm vào hình ô vuông nè, các bạn bấm vào hình ô vuông nha. Rồi nó hiện ra giao diện như thế này, các bạn bấm vào dấu cộng nè để các bạn mở một cái ta, cái tab mới lên nha các bạn. Rồi tại đây á, thì các bạn bấm vào phía bên trên nè, à, cái trang á, cái trang nè, các bạn bấm vào phía bên trên nha. Rồi các bạn bấm dấu ít nè để mà tắt cái cái trang này đi, rồi các bạn dán cái đường link mà các bạn vừa copy á, cái trang mà chúng ta làm các bạn dán vào rồi các bạn bấm vào thanh tìm kiếm nha. Rồi tại đây thì các bạn phải tiến hành đăng nhập nha. Các bạn thấy chữ đăng nhập không? Các bạn bấm bấm vào cái chữ đăng nhập cho mình nha. Rồi sau khi mà các bạn bấm vào đăng nhập á thì các bạn chọn đăng nhập bằng cái ví MetaMask nè, nó hiện bên dưới nè, các bạn đăng nhập bằng cái ví mà chúng ta đã liên kết với với cái ứng dụng Satoshi á các bạn bấm vào đăng nhập bằng ví MetaMask nha. Thì các bạn không nên đăng nhập bằng Twitter hay là Telegram nha, các bạn đăng nhập bằng cái ví MetaMask này các bạn chọn vào các bạn kết nối nha các bạn là chúng ta đăng nhập được nha. Rồi tại đây á, à, các bạn phải đăng nhập nha, các bạn bấm cho mình vào phía bên trên này nè, nếu mà bạn nào chưa hiện địa chỉ với nha, như của mình là mình đã đăng nhập nó hiện địa chỉ với rồi, bạn nào chưa hiện thì các bạn bấm ngay chỗ này nè, đấy, bấm vào thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập như của mình là nó hiện địa chỉ với rồi nha, mình đã đăng nhập rồi, còn bạn nào chưa đăng nhập thì bấm vào đây đăng nhập nha, các bạn đăng nhập xong các bạn mới làm nha, rồi các bạn kéo xuống bên dưới nè, thì bên dưới chúng ta có 7 cái nhiệm vụ chúng ta cần phải làm nè, À, thì chúng ta đó là retweet lại cái bài viết nè rồi chúng ta follow cái trang uh, twitter của dự án nè trang colin nè rồi chúng ta zone vào cái trang uh, telegram của dự án nè rồi chúng ta vào cái đường link này để xác nhận nè Đấy, nói chung là đây bên dưới đây nè. Rồi, bây giờ mình sẽ làm nha. Thì đầu tiên là các bạn retweet lại, thì các bạn bấm vào đây. Khi mà các bạn bấm vào thì nó sẽ chuyển các bạn sang cái trang nè. Rồi các bạn bấm vào cái hình richest nè, các bạn bấm vào hình à, giống mũi tên đảo chiều nào như của mình là mình đã richest rồi. Còn bạn nào chưa richest đó thì các bạn bấm vào và các bạn bấm chữ đăng lại bên dưới nè. Sau khi mà các bạn đăng lại xong các bạn quay trở lại nha. Đây quay trở lại cái trang cái trang à, mà đó là MetaMask của chúng ta nha. Rồi các bạn follow trang lên nè, các bạn bấm vào. Thì khi mà các bạn bấm vào thì nó cũng chuyển các bạn sang cái trang lên của chúng ta nha. Thì bạn nào chưa đăng ký theo dõi thì các bạn theo dõi và các bạn bấm cái chuông nè. Để mà bật chuông thông báo lên nha các bạn. Rồi các bạn cũng quay trở lại cái cái trang uh, uh, Metamask của chúng ta nha rồi sau khi mà các bạn làm hết hai cái bước này thì nó có một cái bước nó giống bên dưới này đó là nó để cái link và verify nè ngay chỗ này nha còn cái này mình đã làm rồi cho nên nó nó không hiện ra còn các bạn làm hai cái bước này rồi mà nó không có hiện ra hai cái tích xanh này đâu thì nó có cái link vào verify nè các bạn bấm vào cái link vào verify ngay chỗ này nè thì các bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản twitter của các bạn nha đăng nhập vào tài khoản twitter là nó sẽ xác minh các bạn cho phép nó truy cập vào tài khoản twitter là nó sẽ xác minh tài khoản nó hiện ra hai cái tích xanh như thế nào này. Rồi tiếp theo là chúng ta join vào cái trang đó là uh, Telegram của dự án nha, nhưng mà cái 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 đường uh, cái 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 nhiệm vụ này hiện tại nó bị lỗi các bạn chưa làm được thì cái này từ từ làm nha. Nói chung cái nào chúng ta làm được thì làm. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái đường link này nè. Rồi uh, khi mà các bạn bấm vào đường link á, rồi uh, ví dụ ở đây mình mình bấm cái continue nè thì cái đường link này là cái đường link đầy ban com là các bạn khi các bạn bấm vào thì các bạn tiến hành này đó là đăng nhập bằng cái ví tài khoản ví các bạn phía bên trên nè đấy các bạn đăng nhập vào nó hiện ra địa chỉ ví như thế này là ok rồi các bạn tiến hành đó là quay trở lại nha các bạn quay trở lại thì nó sẽ hiện lên cái tích xanh nha các bạn rồi sau khi mà các bạn quay trở lại thì các bạn kéo xuống bên dưới nè đây như của mình là nó hiện lên cái tích xanh như thế này là ok nè đấy rồi tiếp theo là chúng ta zone vào cái trang này thì các bạn bấm vào đây rồi tại đây nó hiện ra như thế này nè, các bạn bấm cho mình vào Zone Now nè, bấm vào. Rồi sau khi mà các bạn bấm Zone Now nè, rồi các bạn cũng á, á, quay trở lại nha các bạn, quay trở lại cái ứng dụng của chúng ta nè, bấm nút quay trở lại nè. Rồi sau khi các bạn quay trở lại thì các bạn kéo xuống dưới nè, mình đã hoàn thành 4/7 đâu nè. Đây, cái nhiệm vụ mà Zone Now nè nó hiện lên cái tích xanh như thế này. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái đường lên này, bấm vào. Rồi thì nó hiện lên như thế này nè, các bạn kéo xuống dưới cho mình nha. Đây, các bạn kéo hết xuống dưới nè. Thì nó kêu là các bạn trả lời một số câu hỏi ở đây nè Đây, các bạn trả lời một số câu hỏi ở đây nè Thì các bạn dùng Google Dịch các bạn có thể trả lời những câu hỏi ở đây nha các bạn Rồi cái đầu tiên là các bạn phải thả cái trang Twitter của các bạn vào đây nha dù tài khoản của mình là A Cầm, các bạn ghi chữ A Cầm nha Tài khoản trang Twitter, blog của Hải nè Đấy, rồi, à, tiếp theo là bên dưới nè rồi thì để mà biết lấy tên người dùng của các bạn trang Telegram thì các bạn mở cái Telegram của các bạn lên nha Rồi sau khi mà các bạn mở trang Telegram nè, các bạn bấm cho mình vào menu dấu bằng gạch nè Rồi bên dưới các bạn bấm vào thông tin của tôi nè Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái menu nè, các bạn bấm vào dấu ba gạch nè Các bạn bấm vào sao chép liên kết hồ sơ nè, đấy Rồi các bạn quay trở lại cái ứng dụng của chúng ta nha Rồi sau khi mà các bạn quay trở lại nè, các bạn bấm vào đây nè, các bạn dán vào nha dán cái đường link các bạn vừa copy tên người dùng các bạn á đây các bạn dán vào đấy như của mình dán nè dán như thanh như thế này nha các bạn t t chấm mi gạch nối lắp của họ nè đấy rồi tiếp theo là các bạn chọn quốc gia nha các bạn kéo xuống dưới các bạn chọn nè chọn quốc gia việt nam nha đây các bạn kéo hết xuống dưới việt nam của chúng ta là ở app gần cuối cùng nha các bạn đây việt nam nè các bạn kéo hết xuống dưới các bạn sẽ thấy rồi tiếp theo là các bạn đó là nhập cái địa chỉ địa chỉ Satoshi của các bạn địa chỉ mà các bạn liên kết á. thì các bạn lấy cái địa chỉ với MetaMask mà các bạn liên kết với cái app đó, các bạn nhập vào đây nha. Đây các bạn bấm quay cái lại cái mục ví nè. Mục ví nha. Rồi các bạn copy nè, copy hình hai ô vuông nè. Đấy rồi các bạn quay trở lại cái ứng dụng cái đề app của chúng ta là ngay chỗ này cái trình duyệt á. Bấm vào rồi các bạn tiến hành nhập cái địa chỉ nha. Đây địa chỉ địa chỉ của các bạn nè. Đấy các bạn dán vào Đây dán vào như thế này nha Rồi các bạn trả lời câu hỏi cuối cùng nè Rồi cái dòng cuối cùng là Cái này là nó kêu chúng ta là chia sẻ cảm nghĩ về cái app Satoshi thôi Nói chung là cái này cái nó không có bắt buộc nha Đấy các bạn uh, Nói chung các bạn ghi cái gì cũng được Đây ví dụ mình ghi uh, Satoshi app good Nói chung cái này các bạn ghi gì được Nó không có bắt buộc nha Rồi các bạn bấm nút gửi nè Các bạn kiểm tra lại tất cả thông tin Rồi các bạn kéo xuống cái bạn bấm nút gửi cho mình rồi như vậy là chúng ta đã gửi phản hồi thành công nha các bạn. Rồi các bạn quay trở lại nha. Rồi sau khi mà các bạn làm xong các bạn quay trở lại là cái trang của chúng ta đã lên cái tích xanh như thế này nha. Đây lên cái tích xanh như thế này. Rồi tiếp theo là cái câu cuối cùng là các bạn chọn cái Z cho mình nha. Trả lời chọn Z thôi. Rồi các bạn bấm submit nè. Rồi nó hiện lên submit như thế này là ok nha các bạn còn cái nhiệm vụ mà cái mà uh, dồn vào trang Telegram thì uh, chúng ta đăng nhập ở trên cái cái ví MetaMask không có được nha các bạn cho nên hiện tại là chúng ta chưa làm được đâu còn uh, cái nhiệm vụ của mình là, là mình làm 6 trên bảy nè chỉ còn cái nhiệm vụ này là chưa làm được thì các bạn có thể dồn uh, nếu mà vài ngày sau các bạn làm được á thì các bạn có thể bấm vào đây để mà đăng nhập vào cái trang Telegram các bạn á rồi các bạn mà sau khi đăng nhập xong á thì các bạn uh, dồn vào cái trang của nó rồi các bạn bấm quay trở lại các bạn bấm link và verify Nè. nó hiện lên cái tích xanh như thế này là ok rồi các bạn kéo hết xuống dưới cho mình các bạn đây bấm tôi không phải là người máy nè rồi các bạn bấm vào cái nút này là ok nha các bạn đấy như vậy là chúng ta đã làm xong những cái nhiệm vụ ở đây nha nhưng mà nhiệm vụ này hiện tại chưa có gì mình cập nhật sao nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau